Xin chào các bạn, hôm nay các bạn cuối tuần có khỏe không? Có cái gì vui không? Thì hôm nay mình đã có một món ăn rất là chua ở kênh Vinh Nguyễn Thị GSA Review các bạn qua xem cho vui nha. Đây, tất cả những món chua ăn chắc là 4 chiều chua. Chua gì mà chua? Đó, chua 4 chiều nha các bạn. Tất cả những thức ăn và nước uống đều chua và muối chấm đều chua luôn. Hôm nay chua rất là chua. Thì cảm ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ mình đã được như vậy rồi. Đó, cảm ơn nhiều lắm. Chúc các bạn cuối tuần thiệt là vui vẻ. Mời các bạn xem cho vui nha. Mình bấm vô tí. Đó. Xin chào. Xin chào các bạn. Rất là vui khi mà ăn những thức ăn chua mà mình thích nha các bạn. Wow, nhìn dĩ thức ăn thôi bây giờ mình đã nước miếng đã chịu không nổi rồi các bạn ơi. Muốn ăn lại lần nữa mà giờ đâu còn đâu nữa ăn. Đó, hết rồi. Quay xong video là hết trơn đồ chua luôn. Xin tạm biệt các bạn.